Sau đây sẽ là phần tin tức về bè con của con Ngầu, và đây cũng là những đứa cháu ngoại của con Khế Thúi. Và hôm nay chúng ta sẽ có những tin tức đáng chú ý như sau. Càng ngày ỉ càng nhiều. Ngôi nhà mà chúng đang ở đã thấy có sự quá tải và chật chội. Trong cái ngôi nhà này có bốn đứa nhỏ sinh hoạt ở đây thường xuyên, đó là Đại Ca, Quạo, Vui và Miu. Cách đây vài tuần thì nhìn cái nhà này thấy nó rộng rãi lắm, mà càng ngày mấy đứa này nó càng lớn, lớn nhanh như thỏ vậy đó. Bây giờ cái nhà này nó quá trời chật chội, nhưng mà không ở trong nhà này không được, tại vì mỗi khi mà thả rong tụi nó ra ngoài sẽ gặp ông ngoại, cô dì, chú bác của tụi nó. Nhưng mấy đứa nhỏ này nó có một con dì bị khùng tên là Dòi, và một thằng cậu có cái tánh cực kỳ giang hồ có tên là Khè. Do đó không thể nào thả rong mấy đứa này được, chỉ có thể thả tụi nó đi vòng vòng vào ban ngày, còn ban đêm thì phải đóng cửa chuồng lại để đồ ăn, nước uống, thao cát và cái võng cho tụi nó nằm. Cách đây vài tuần thì cái không gian ở trong này nó rộng rãi thoải mái lắm, nhưng mà tụi nó càng lớn nó ỉ càng nhiều thì nó sẽ bươi càng nhiều. Cái thùng phân và cái chỗ uống nước nó đối diện với nhau, nó bươi mạnh quá, nhiều khi á cát ở trong phân văng vô nước uống của nó. Còn cái võng này nữa, hồi đó nằm một lượt bốn con là chuyện bình thường, bây giờ chỉ cần ba con mà lên cái võng này thôi nó muốn đứt cái võng luôn. Mặc dầu con Sen đã cố gắng siết cái võng chặt cỡ nào thì chặt, mà bốn đứa ngồi lên một cái võng nó thụng xuống dưới, có võng cũng như là không có võng vậy. Lúc trước tôi không có làm võng, tôi chỉ để cái nôi thôi, nhưng mà để cái nôi nhiều khi nó bươi cát đó, cát với phân văng vô cái nôi và nó lại ôm cái nôi đó ngủ, rất là mất vệ sinh. Từ khi có cái võng thì cái võng nó cao chút xíu, nhiều khi nó bươi á phân nó không có văng tới cái võng. Và hôm nay tôi sẽ cải tạo lại cái ngôi nhà này để cho tụi nó ở thêm một thời gian nữa. Hy vọng là hết dịch sớm, tôi sẽ mua cái chuồng bự hơn cho tụi nó, hoặc là tôi kêu thợ qua xây một cái chuồng bự theo ý của mình để cho tụi nó ở. Nhưng mà cái chuồng đó chỉ để sinh hoạt qua đêm thôi, còn ban ngày vẫn cho tụi nó đi vòng vòng thả rong, đi ra ngoài phơi nắng ăn cỏ bình thường nha. Ban đêm tại vì mình không có kiểm soát, mình sợ đứa nào kiếm chuyện với tụi nó mình không hay đó, bởi vì mới cho nó trong chuồng. Cũng như cái thau phân này nè, mới mấy tuần trước à, nhìn nó bự lắm, bốn con chui vô một lượt. Còn bây giờ nè, một con chui vô là hết chỗ luôn rồi. Còn cái võng này nè, hồi đó là bốn con nằm đúng không, bây giờ chỉ còn ba con mà chui lên nằm một lượt thôi thì con còn lại phải nằm ở dưới đất. Và chưa kể mẹ nó vô chuồng cho con nó bú nữa, mà nó chạy qua chạy lại, mà nó đạp vô phân đạp vô nước, nó chay lên đầu mẹ nó quá trời chay. Và hôm nay tôi đã bỏ thời gian ra một tiếng đồng hồ để cải tạo lại cái ngôi nhà này cho nó rộng rãi, có diện tích hơn. Hy vọng sau này qua dịch thì tụi nó sẽ có cái chuồng mới để ở, mà không biết chừng nào mới hết dịch nha. Cái võng này tôi đã dăng cao hơn và để diện tích rộng hơn, nhưng mà nó vẫn thụng nha. Cái võng mới này nhìn nó cao hơn, rộng hơn chút xíu, bốn con có thể nằm được, nhưng mà bốn con nằm không lâu đâu, vài ngày nữa thôi, chặt tiếp cho coi, do đó phải nghĩ cách khác nữa. Kỳ này tôi nói cái khăn lại bằng cây kim tây, hồi đó thì cái diện tích nhỏ, cột hai miếng vải lại là xong, còn bây giờ phải kim tây mới chứa nổi tụi nó. Cột lại như hồi đó ha, mà chừng ba đứa lên nằm thôi là tụt cái võng nữa. Nhưng mà cái khăn này nó hơi giãn nha, nó bước xuống á, lúng quá trời lúng luôn. Mà lúng như vậy thì nằm không có êm đâu. Bây giờ mình phải tháo ra rồi siết chặt hơn chút xíu cho nó bớt lúng. Trong khi tôi đang làm võng cho tụi nó thì con Đại Ca nó cứ lại nó nịnh tôi hoài. Mới có bầy lớn à, mà đã biết nịnh người rồi. Con Vui thì nó hòa đồng hoạt bát nha, còn Đại Ca này nó lạnh lùng, nhưng mà đối với người nó rất là nịnh nha. Nó luôn luôn leo lên mình tôi nằm, và tôi đi đâu nó cũng đi theo hết á. Mấy cái con cục đuôi này á ha, sau này nó nịnh thần dữ lắm nha bà con. Mới có bầy lớn à, mà đã biết nịnh rồi. Nhưng mà tôi nhìn cái cục phân ở trên mặt của nó là tôi thấy ứa gan liền vậy đó. Những thanh niên này tuy là chạy không có vững lắm, nhưng mà vẫn thích thể hiện ngay từ nhỏ. Và đây chính là người dì khùng tên Dòi của tụi nó. Tuy là hiện tại nó không có gì với trẻ con, nhưng mà sau này nó điên lên, nó chỉ cần tán một cái thôi là thấy sao trời lấp lánh. Cũng như con Ngầu này đây, đã được con Dòi cho nhìn thấy sao trời rất là nhiều lần. Và người mẹ tên Ngầu của tụi nhỏ này, nó có bao nhiêu cái răng nanh, bao nhiêu cái sừng hoặc là móng vuốt, nó mà vừa mọc lên là bị con Dòi bẻ gãy một cái bạc. Rồi, tiếp tục cải tạo cái nhà cho mấy đứa nhỏ. Đây là những cái khăn mà tôi mua hồi trước dịch. Làm võng cho mèo là tôi làm bằng những cái khăn này đây. Có cái khăn làm không được nha, có cái làm được. Rồi, bây giờ quay cái làm được trước cho mọi người coi. Nhìn vô nè, lông của nó rất là mịn nha. Khi con mèo cái móng vuốt của nó móc vô nó không bị dướng. Con mèo con cái móng vuốt của nó mỏng lét, mà nó nhọn như cây kim vậy đó, nó hay móc này móc nọ lắm. Mà chỉ có những cái khăn này nó mới không móc thôi nha. Còn như cái khăn này là thua. Nè, nhìn nè, đó, nó có cái lỗ tròn tròn, mọi người thấy không? Con mèo nó vừa nằm lên là dướng liền. Do đó, lựa khăn làm võng cho mèo tôi sẽ bỏ những cái loại này. Lúc đầu là mình không có nghĩ làm võng cho mèo đâu, mình nghĩ mua khăn về cho tụi nó nằm thôi. Nhưng mà rút kinh nghiệm, sau này có mua về cho tụi nó nằm hay là làm võng gì đó, đều chọn cái loại này. Cái móng tay con mèo con đó, nó móc ghê lắm.
Nhiều khi nó móc qua móc lại ha, rồi tay chân nó chéo qua chéo lại mà tháo không ra ha, cái nó dính luôn. Là sau này nó ám ảnh luôn, nó không dám lên cái giỏng đó đâu. Tốt nhất là mua những cái loại khăn giống vậy. Bây giờ mình có cái giỏng cam ở bên này rồi, mình sẽ làm thêm một cái giỏng thứ hai ở bên kia luôn. Con đại ca nó nhiều chuyện lắm nha bà con. Hồi nãy giờ nó để ý coi tôi làm gì. Đại ca biểu ơi. Đó, lại liền thấy chưa. Nó chạy không có giống con mèo, nó chạy y chang con thỏ vậy đó. Thôi bây giờ làm giỏng nè. Cái giỏng này nó không có giãn như cái giỏng cam nha mọi người. Cái cam nó giãn quá trời giãn. Mà mấy cái khăn mà nó giãn như vậy á, thì nó sẽ dễ thụng xuống. Nó thụng xuống đáy luôn á. Còn cái này không biết làm sao. Cái này để mình văng thử coi coi nó có êm hơn cái cam hay không nha. Đây là hai cái giỏng bự hơn và cao hơn được văng trong cái chuồng nha. Có vẻ mấy đứa này nó khoái nằm bên cái giỏng ít giãn hơn. Cái giỏng giãn chắc nằm không êm nha. Nhưng mà tùy gu thôi. Con Miêu nó nằm trên cái giỏng cam nãy giờ nó không xuống luôn á. Con Miêu cái gu khác lạ dễ sợ. Đó bà con coi đó. Mấy cái khăn mua về hồi trước dịch á, bây giờ có lợi ghê chưa. Không biết sao hồi đó mua nhiều vậy luôn á. Cũng hên đó. Tại vì mình chỉ suy nghĩ là mình mua về mình lót cho tụi nó nằm thôi. Mà ai già được hai cái giỏng. Thêm cái diện tích chuồng nha bà con. Đó mọi người coi đi. Ngày nào cũng tăng động như vậy hết. Nhúng nhảy, phóng lên phóng xuống. Mà nếu mà cái chuồng này nó không đủ diện tích đó, là nó cắm đầu vô nước, cắm đầu vô thao cát rồi nó chay nó chét. Trời ơi, mệt mỏi lắm. Còn hai cái giỏng này chỉ cho mèo con nằm thôi nha. Gặp con ngầu nó sung lên nó chui lên. Hay là con khế mà chui lên thì thôi bỏ luôn nha. Có vẻ cái giỏng này nó hơi cao ha. Nhưng mà nhờ cao như vậy mới có thêm diện tích chứ. Thấp quá nó ngợp ngạt lắm. Hôm nay nhà của mấy đứa này có thêm hai cái gác. Mà hai cái gác này cũng rộng nha. Một cái giỏng có thể nằm được ba đứa. Mà nếu mà muốn rộng rãi thì một bên nằm hai đứa. Là nằm lăn thoải mái luôn. Quan trọng, ủa gì vậy? Trời ơi, đại ca nó biết đóng cửa nó nhốt em nó luôn kìa bà con. Không chừng á, ý là nhà có thêm hai cái gác vui quá. Thôi tụi bay ở trong đó luôn đi, đừng ra. Ra làm chi mất công. Gặp con dòi khùng với con khè khùng mất công nó khủng bố tụi bay. Ê, không chừng ảnh đóng cửa xong á, các anh không biết đường vô nha bà con. Cái mồi đang kiếm đường vô nha. Mà không biết vô đường nào luôn á. Mấy con mèo mà sống ở trong chuồng quen rồi ha. Lâu lâu mà mình đem đồ chơi vô hay mình để chỗ mới vô tụi nó mừng lắm nha bà con. Nó coi cái chuồng như nhà của tụi nó rồi. Mỗi lần tôi thả ra ngoài ha, chạy giỡn ăn uống vệ sinh xong, mà khi buồn ngủ cũng phải mò tới cái chuồng để ngủ nha, không chịu ngủ chỗ khác đâu. Đại ca muốn chui vô mà không biết chui đường nào luôn. Bây giờ cái khoảng cách giữa cái thao đi vệ sinh với cái khay đồ ăn nó xa hơn nha bà con. Cũng đỡ lắm à. Có hai cái giỏng cao này ha, mỗi khi nhảy lên ngủ, không chừng sau này mấy đứa con của ngầu á, nó biến thành cô lông hết chân toàn bộ nha. Nằm ở trên giỏng ngủ không. Thí dụ đứa nào đang nằm giỏng ngủ đi, con ở dưới nó có ị ha, nó bươi cát văng cỡ nào văng, khó có vô được cái giỏng lắm nha. Còn con ngầu nó hay chui vô cho con nó bú. Mình sẽ trải thảm một phần, đủ diện tích con ngầu với mấy đứa con của nó nằm thôi. Coi đại ca nó tính phóng lên giỏng kìa. Để coi coi phóng sao nha. Cái ca này hơi khó à nha. Mà thôi kệ đi. Trời ơi, mình thay đổi cái vị trí khay nước á, không biết nó đạp chúng. Mà mấy đứa này mới có 1 tháng, 1 tháng 4-5 ngày thôi, mà đã biết như vậy là rất là giỏi rồi. Còn con Miêu á, nó khoái cái giỏng này ghê luôn ta ơi. Nó nằm hoài nó không xuống luôn nha. Con Miêu này nó khoái trên cao bà con ơi. Đây, khi mà lên giỏng nằm đây rất là rộng rãi luôn. Đại ca vừa nằm lên là ngủ liền luôn. Còn ngầu nằm dưới này, mỗi khi cho con bú thì nó vô nó nằm. Còn ở đây là con Quạo với con Miêu. Cái chỗ nằm hôm nay thoải mái rất là nhiều luôn. Vừa nằm xuống là ngủ liền. Như cái giỏng cũ hả, vừa nằm xuống ba con, đứa này giỡn đứa kia không có ngủ được gì chân. Còn con ngầu thì nằm ở dưới, nào con nào muốn bú mẹ thì nhảy xuống. Ừ, con Quạo với con Miêu nha. Thí dụ mà xui xui cái giỏng mà nó đứt một cái ha, con Quạo với con Miêu nó ôm xô hết cái thùng phân đó. Và cái ngôi nhà dành cho 4 con mèo con hôm nay mình đã cải thiện được chút xíu rồi đó nha. Cái diện tích rộng hơn, chỗ ngủ thoải mái hơn. Cái thao cát nó không còn hoành hành nữa.
nó ở xa cái thau nước hơn chút xíu. Còn cái chỗ nằm của con ngầu thấy có vẻ nó hơi nằm không đủ hết ta. Cái chân nó thọt ra ngoài kìa. Đây, cho nó nằm cái khăn này là êm nhất luôn, thoải mái. Cái nồi đó nhiều khi con nó nhảy xuống bú mẹ, nó nằm không đủ chỗ đâu. Có cái khăn này là đủ nè. Con ngầu chỉ nằm cho con bú chút xíu thôi, chứ nó không có sinh hoạt ở đây, nằm vậy là đủ rồi. Còn cái khay nước này nè, cũng giống như cái thau phân vậy đó, mình không có lót gì hết trơn á. Thí dụ tụi nó ăn cơm hay uống nước á, mà có bị rớt ra ngoài thì nó sẽ rớt vô cái khay, nó không có dơ nha. Còn mà chải thảm cả tùng luôn hết trơn á, nó chay vô thảm thôi, nó đạp tùm lum hết trơn, dơ lắm. Nó để cái khay riêng như vậy nè, còn chỗ nào nằm á thì lót ngay chỗ nằm thôi. Cái này cũng coi như là chữa cháy thôi nha, mình thiết kế theo cái ý tưởng của mình thôi. Mọi người thấy sao, ổn không? Mình chỉ làm theo ý của mình thôi đó, chứ mình không có coi ở đâu hết trơn á nha. Cái khăn này cũng là vô tình mình mua, và vô tình mình chế ra cái võng vậy thôi, mà thấy cũng ổn lắm nha. Hồi nãy mình mới làm lại đó, mình siết thiệt là chặt luôn, nó mới cao được vậy nha bà con. Chứ hồi nãy siết không chặt, thòng quá trời thòng. Thấy như vậy cái khăn bằng thun nó êm hơn nha. Cái khăn không giãn á, mình siết khó quá, nó cứ nhắc hả. Nó không giãn nhưng mà nó vẫn thòng, bà con thấy không? Nếu mà ai có mua võng cho mèo á, mua cái khăn giãn chút xíu. Còn đại ca nó ngủ ngon dễ sợ, nằm rất là thoải mái luôn, không gài á. Hai ngày nay nè, mình thấy tụi nó nằm thấy nó mệt mỏi mà. Đứa này đè đứa kia, đứa này lấn đứa kia, nó nằm mà nó cứ lăn qua lăn lại, nó không ngủ được nha. Bữa nay cho vô cái võng này à, nằm ngủ mê quá trời mê luôn. Rồi, hôm nay cải tạo ngôi nhà cho bà con ngầu đã xong. Mấy bạn thấy cái võng mình chế như vậy nó có ổn không? Mấy bạn comment góp ý cho mình nha. Nhưng mà cái mùa này là mùa dịch, mình không có mua được gì hết trơn á. Những cái này mình làm là ở nhà có gì mình làm cái đó thôi. Vừa để đại ca với anh Vui lên, hai đứa nằm ngủ ngon lành luôn. Con Miêu thì ngủ, con Quạo thì vẫn thức, thức mà không có xuống cái võng nha, nằm chơi vậy đó. Rồi bye bye mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.